Hello Thành Đạt. Ok, đợi mấy bạn xíu hen rồi mình vào học luôn hen. Once upon a time. It can be hard to get your big idea started, to write the first lines of code for software that will change the world. Hello Ngọc Diệp, mình đợi xíu nữa hen, rồi đợi mấy bạn vô đủ rồi mình học hen. Ồ, Hùng Tiến có thấy được màn hình của cô không? Có. Ok. Okay, đợi xíu nữa hen. Tới 40 mình sẽ bắt đầu học hen. Như hôm qua cô có giao bài tập sentence pattern. Có bạn nào làm chưa? Ngọc Diệp làm bài chưa? Ngọc Diệp làm bài chưa? Em chưa. Sao chưa? Alo? Sao anh chưa làm bài? Alo? Sao Ngọc Diệp chưa làm bài? Làm bài. Hùng Tiến làm chưa? Alo, Hùng Tiến làm chưa? Làm chưa? Thành Đạt làm chưa? Chưa, con chưa nghe rõ. Thành Đạt làm chưa? Con chưa. Lớp không thích làm bài tập hay sao? Sao mấy đứa chưa làm? Giờ mấy đứa không làm thì sau này rồi sao mà biết làm bài? What are you doing, Ngọc Diệp? Dạ. What are you doing? Ngọc Diệp đang làm gì đó? What are you? Em không. Thành Đạt and Hùng Tiến, turn on the camera, please. Ngọc Diệp, what are you doing? Vậy Ngọc Diệp có biết trả lời cho cô không? Cô đang hỏi là Ngọc Diệp đang làm gì? Thì Ngọc Diệp phải trả lời sao? I'm writing, I'm studying, I'm cooking, I'm eating. Đó, cái đó là câu trả lời cho câu hỏi là what are you doing? Vậy tại sao mấy đứa không biết trả lời mà mấy đứa cứ về không làm bài tập?
mấy đứa có thể không biết làm và có thể hỏi lại cô. Cô sẽ không bực mình, nhưng mà việc mà mấy đứa không làm bài tập và không tập trung trong giờ học khiến cô rất là buồn. Nếu như mấy đứa không chịu làm thì gợi sau này mà sao không biết làm. Nếu như mấy đứa chưa làm bài tập vậy thì cái từ vựng mà cô giao về đọc để mấy đứa đọc rồi, mấy đứa đã đọc chưa? Rồi, bây giờ mỗi bạn sẽ đọc những cái từ vựng này cho cô nha. Hùng Tiến đọc trước đi. Vâng ạ. Luôn. Room. Room. Break. 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 Cool. Cool. Listen. Listen. Good. Clean the floor. Clean the floor. Clean the living room. Cái từ này nè, phải đọc là room, chứ không có đọc là raw nha. Okay. Next one. Yeah. Kitchen. Kitchen. Play. Play. Play the piano. Do homework. Do homework. Draw. Color. Draw. Color. Không có the law, mà là draw. Draw. Watch TV. Watch TV. Sing. TV. Sing. 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 Ok. Cô đọc lại cho mấy đứa nghe nha. Room. Cái từ này mình sẽ đọc là room. Rồi. Read. Cook. Listen. Clean the floor. Living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Draw. Watch TV. And sing. 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 Từ này mình sẽ đọc là room. Okay. The next one. Thành Đạt. Thành Đạt. Ba. Thành Đạt đọc hết những cái từ này cho cô đi. Room. Brick. 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 Không có sh. Cook. 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 Nè, mình có chữ K ở cuối câu hen thì mình sẽ đọc là cook. Cook. Cook.
Tiếp. Listen. 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 Nè, lúc nãy cô đã đọc lại rồi, rốt cuộc là mấy đứa có nghe không nè? Cô muốn là mấy đứa tập trung vào nhiên. Cô đọc chậm lại lần nữa mà rồi lát mà phải biết đọc nhiên, chứ không phải là cô đọc thì đọc, còn mấy đứa nghe, mấy đứa nghe không thì không nghe thì thôi nha. Hello Gia Bảo. Hello teacher. Ok. Này cô đọc lại nha. Gia Bảo cũng lắng nghe con cái này nha. Lát mỗi bạn sẽ đọc lại những cái từ vựng này cho cô. Okay. Room. Break. Cook. Listen. 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 Nè mấy đứa phải nhìn cái mặt chữ, rồi mấy đứa vừa nghe cô đọc thì mấy đứa mới nhớ được cách đọc của nó. Nè. Listen. Rồi. Clean. Clean the floor. Living room. Living room. Cái chữ này là chữ room nha, không có r gì hết. Rồi, kitchen. Play the piano. Do homework. Do homework. Draw. Watch TV. Rồi, sing. Rồi, ok. Rồi, nãy bạn nào đang đọc đây, Thành Đạt, đọc lại hết cho cô đi. Room. Roof. Cook. Listen. Clean the floor. Clean the floor. Nè, clean the floor. Clean the floor. Clean the floor. Rồi, ok, next one. Living room. Living room. Living room. Living room. Living room. Excellent. Rồi. Tiếp nè. Kitchen. Kitchen. Next one. Play. Play. Carlo. The piano. Play. Carlo. Carlo là gì đây? Thành Đạt. Play the piano. Thành Đạt biết biết piano trong tiếng Việt không? Biết piano không? Biết đàn piano không? Nè. Nè, piano là cái loại đàn này nha. À, mấy đứa xem nè. Nè, đây là đàn, loại đàn piano. Đó, nè, piano nè. Đó. Tiếng Việt mình đọc là piano đúng không? Thì tiếng Anh nó cũng sẽ tương tự, nó cũng sẽ khá là giống như vậy. Tại vì cái từ này là nó mượn từ tiếng Anh. Đó. Nè, play the piano. Rồi, Thành Đạt đọc lại cho cô nghe đi. Play the piano. Ok, next one. Mấy đứa đọc từng chữ giúp đi nè. Do. Do. Do homework. Do homework. Rồi, tiếp nè. Draw. Draw. Watch some TV. Watch TV. Watch TV. Okay.
Từ này đọc sao? Sing. 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 Nó đọc giống như cái từ sing trong tiếng Việt thôi á nè. Mình viết chữ sing. Ờ, yên rồi, yên, sing, sing nè. Thì nó là sing thôi. Giống như tương tự giống trong tiếng Việt ha. Sing. Rồi, ok. Ngọc Diệp, please. Rồi. Chà. Room rồi gì nữa? Room rồi gì đây? Từ này đọc sao đây? Em không nhớ. Rick. Rick. Cook. Listen. Case. Paul. Clean. The. Paul. Floor. Hello. Clean the floor. Clean the floor. Okay. Living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Chop. What TV? What TV? Sing. Okay, very good. Gia Bảo. Dạ. Gia Bảo đọc mấy cái từ này giúp cô đi. Room. Cook. Listen. Clean the floor. Living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Draw. Watch TV. Sing. Excellent. Rồi. Rồi, Gia Bảo đọc đúng hết hen. Rồi. Mấy bạn còn lại thì còn vẫn chưa nhớ cái cách đọc của mấy cái từ là brick nè. Nè, bây giờ cô đọc lại nha. Room. Brick. Cook. Listen. Cái từ này là từ listening to music á, cái từ mà nghe nhạc á. Còn nghe không thì sẽ là listen. Rồi, ok. Clean the floor. Clean the floor. Rồi, living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Draw. Watch TV. Sing. Rồi, ok. Rồi, mấy đứa nhớ được cách đọc của mấy tên này hết chưa? Mấy đứa nhớ cách đọc của mấy tên này hết chưa? Thành Đạt tập trung, Ngọc Diệp tập trung, Hùng Tiến đi đâu rồi? Gia Bảo đi đâu rồi? Dạ. Rồi, ok. Mấy đứa nhớ cách đọc hết chưa? Ngọc Diệp rồi bảo cho cô nghe đi. Dạ. Room. Rồi gì nữa? Hey. Again. Dạ. À, Ngọc Diệp đọc lại đi. Hey. Listen. Okay. It's the per. Clean the floor. Clean the floor. Mm. Living room.
kitchen. Living room. Play the piano. Do homework. Chow. Watch TV and sing. Okay, excellent. Watch TV. Tốt rồi. Okay. Rồi. Okay. Rồi, vậy nè, bây giờ cô đọc lại những cái từ mà mấy đứa chưa đọc được ha. Cái từ này sẽ đọc là rig. Nó giống như là âm y đó, là rig nè. Rồi, tiếp ha. Listen. Nè, cái từ này cô thấy nhiều đứa vẫn chưa đọc được ha, nhiều bạn vẫn chưa đọc được. Nè, cô đọc lại cho nghe nha. Clean. Nè, clean trước nè. Clean. Rồi, chữ này là chữ the. Chữ mình thường học luôn. The. Rồi, từ này thì có F đúng không? F ở đầu này mình phải. Floor. Floor. Clean the floor. Rồi. Living room. Cái từ này là living. Đó. Living room. Đó. Rồi. Play the piano. Play. Cái từ này nè, có chữ B đằng trước đúng không? Thì mình chỉ bật hơi ra thôi. Là play. Chứ không có đọc là play. Đó. Mình không có tách cái hai cái từ đó ra nha. Phải là play the piano. Rồi. Do homework. Homework. Rồi. Draw. Watch TV. Rồi. Ok. Rồi. Từ cuối là sing. Chú có nhớ được cách phát âm hết chưa? Ngọc Diệp đang ngồi viết gì đó. Mấy đứa tập trung vô bài học nha. Rồi khi mà cô đọc cho mấy cái từ mà mấy đứa không biết đọc thì mấy đứa viết lại hen. Rồi viết từ vựng và vở. Đó. Rồi để sau này học rồi nhớ được là cái từ đó có nghĩa là gì. Play the piano có nghĩa là gì đấy Hùng Tiến? Em thưa cô là... Là gì? Là gì đây? Anh đã chép bản đi. Play the piano có nghĩa là gì đây? Play piano. Anh piano. Cùng tiếng tắt mic giúp cô nha. Cô không nghe bạn nói gì hết. Rồi, Thành Đạt. Play the piano nghĩa là gì? Ngọc Diệp. Anh này đang chơi piano ạ. Ừ, chơi piano. Là đang chơi piano đúng không? Play the piano. Nghĩa là chơi piano, chơi cái đàn đó đó. Chơi cái đàn piano. Đó. Cô nhắc lại là mấy đứa phải về học tự vận và phải nhớ tự nhiên. Không thì sẽ không có theo kịp bài học đâu. Rồi Ngọc Diệp, clean the floor có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là lau nhà. Ừ, rồi. Draw. Thành Đạt, tắt mic đi. Lúc nãy cô gọi thì không mở mic, giờ mở mic chi nữa. Rồi, Ngọc Diệp, tiếp nè. Draw có nghĩa là gì đây? Dạ. Draw. Cái từ này nè. Là vẽ. Ừ. Rồi. Thành Đạt. Watch TV có nghĩa là gì?
Watch TV. Watch TV. Hành này có nhớ không? Hành này có nhớ không? Watch TV có nghĩa là gì đây? Là bạn đang xem TV. Ừ, xem TV đúng rồi. Còn listen to music. Hành đạt. Listen to music có nghĩa là gì đây Hành? Rồi, Hùng Tiến. Listen to music có nghĩa là gì? Em có. Listen to music có nghĩa là gì? Đó khi cô học kêu học từ vựng làm bài tập thì không làm. Đến khi cô hỏi là nghĩa của từ vựng đó là gì thì không biết. Rồi ok, Hùng Tiến tắt mic đi. Cô hỏi Ngọc Diệp. Listen to music có nghĩa là gì đây Ngọc Diệp? Listen to music có nghĩa là gì? Anh nghe nhà. Ừ, rồi. And what are you doing? What are you doing? What are you doing right now? Gì đây? I'm studying, I'm writing. Lúc nãy cô vừa mới nhắc rồi mà. Mình dùng một động từ rồi mình thêm verb in vào. Đó. Mấy dạng câu hỏi đó là mình đã học rồi nha. Mà mấy đứa không chịu làm bài thì mấy đứa sẽ không biết thể nào mà trả lời được cô hỏi cái gì đâu. Đây chỉ là cô đang hỏi là bài cũ thôi. Nếu qua tới bài mới thì sao? Mấy đứa nếu như không chịu làm bài tập nữa thì sẽ không thể nào trả lời hết tất cả những câu hỏi trong tiếng Anh đâu. Rồi, giờ mình học bài mới nha. Cô không nhắc nữa đâu, lần sau thì hôm nay mấy đứa không chịu làm bài tập đúng không? Thì tối nay về thì làm đi. Làm cái bài mà cô đã dặn. Cô sẽ trả bài cho tới khi mà mấy đứa thuộc thì thôi. Rồi ok. We move on to activity 4, listen and number. Cái bài này thì nó yêu cầu mình làm gì đây? Ngọc Diệp. Alo. Ngọc Diệp có nghe cô nói không? Dạ. Cô vừa mới hỏi gì? Cô hỏi là bài số 4 này nó yêu cầu mình làm gì đây? Listen and number. Nghe và tích số. Ừ, rồi, ok. Rồi, giờ mấy đứa nghe hen.
Ok, rồi mấy đứa đã nghe được hết chưa? Còn nghe lại lần hai không? Em không nghe thấy gì. Rồi, giờ cô cho nghe lại ha. Mấy đứa có nghe được cô mở cái video đó không? Mấy đứa có nghe được không cái cô đang mở video? Hả? Không ạ. Chết. Sorry mấy đứa nha, từ từ nha, để cô xe lại nha. Không biết nó có bị lỗi gì không. And number. Giờ nghe chưa? Rồi ạ. He's drawing. Rồi, oh, ok. Activity 4. Sorry mấy đứa ha, nghe lại ha. Listen and number. 1. Where's Tony? He's in the living room. What's he doing? He's watching TV. 2. Where's Mai? She's in her bedroom. What's she doing? She's drawing a picture. 3. Where's Peter? He's in the garden. What's he doing? He's listening to music. 4. Where's Linda? She's in the kitchen. What's she doing there? She's cooking. Okay. Page 55. Rồi, lesson 2. Activity number. 1. Where's Tony? He's in the living room. What's he doing? He's watching TV. 2. Where's Mai? She's in her bedroom. What's she doing? She's drawing a picture. 3. Where's Peter? He's in the garden. What's he doing? He's listening to music. 4. Where's Linda? She's in the kitchen. What's she doing there? She's cooking. Page 55. Okay. Rồi, mấy đứa nghe được hết chưa? Ok, Ngọc Diệp nghe được rồi nè. Rồi, Gia Bảo, Hùng Tiến, Thành Đạt. Nghe được hết không? Có. Ừ, Gia Bảo nghe được rồi. Thành Đạt thì sao? Hùng Tiến thì sao? Thành Đạt, Hùng Tiến, Gia Bảo, turn on the camera please. Em bật cam rồi mà cô. Ô Ngọc Diệp có thấy cam của Gia Bảo không? Em không ạ. Ừ, cô với lại Ngọc Diệp cũng không thấy cam của Gia Bảo nha. Gia Bảo thử ao vào lại đi. Bật cam lên giúp cô nha. Rồi, Thành Đạt, Hùng Tiến thì sao? Thành Đạt, Hùng Tiến. Hai đứa đã làm xong chưa? Hay là trốn đi đâu nữa rồi? Thành Đạt, Hùng Tiến. Em có. Bật cam lên cho cô. Sao nãy giờ cô gọi không trả lời? Thành em Đạt bật cam lên. Sao kỳ vậy ta? Em có bật lên. Rồi bây giờ để cô vào lại. Ô tô hôm trước của anh đâu? Sao hôm nay đi bộ thế anh? À, anh em đi rửa rồi. Rửa thật không? Hay là ăn thua lỗ? Bán rồi. Ở đây, trời lở trời cho anh à. Kết quả mấy bố dầu mặt đeo. Thế hôm nay có đủ tiền cắt tóc cho anh? Đủ chứ?
Giàu có nghĩa là không biết chân tay nghe đủ hết chưa? Một tí cũng là tiền, vì bọn em phục vụ rất tốt nên anh sẽ bo cho hai em mỗi người một đôi mắt sáng. Không tí nghe đủ hết chưa? Không tí nghe đủ hết chưa? Ngon mời ngồi. Alo nước. Quả thế chín mươi nghìn. À, anh alo. Ngọc Diệp có nghe cô nói chưa đâu em? Cảm ơn em. Chưa có. Hùng Tiến có nghe cô nói không? Hùng Tiến. Cô hỏi có nghe cô nói không? Giờ Hùng Tiến không còn muốn học nữa đúng không? Sao cô hỏi mà mấy đứa không bao giờ trả lời hết vậy ta? Thôi mấy đứa không muốn trả lời. Rồi, ok. Câu đầu tiên đi, có bạn nào biết làm không? Không con. Ừ. Hồi nãy Ngọc Diệp giơ tay trước mày, vậy thôi Ngọc Diệp đi. Một lần bia. Ừ, ok. One bia. Ok, này. Để cô cho nghe lại ha. Là để coi là nó đã nói cái gì ha. Page 55, lesson 2, activity 4. Listen and number. 1. Where's Tony? Where's Tony? Right. He's in the living room. He's in the What's he living doing? Room. He's in the living room là gì đây? Là cái cậu Tony này đang ở đâu, đang học gì? Đang ở trong phòng khách ạ. Ừ, đúng rồi. He's watching TV. What's he doing? What's he doing? What's he doing? Rồi. He's watching TV. He's watching TV. Đó, là cái cậu Tony này là... Nè, cái người ta hỏi là What's he doing? Là Tony đang làm cái gì đây? Đó, thì các bạn mới nói là He's watching TV. Watching TV có nghĩa là coi phim. Rồi, ok. Next one, number two. Gia Bảo. Rồi, Gia Bảo đi. Câu đi ạ. Câu gì đây? Câu đi. Ok, excellent. Ok, câu đi đúng rồi. Hey. Nè, cô cho nghe hiện. Two. Where's my? Where's my? My đang ở đâu vậy? She's in her bedroom. She's in her bedroom. Câu này nó nói gì đây? Gia Bảo. She's in her bedroom. Gia Bảo. Dạ. She's in her bedroom có nghĩa là gì? She's in her bedroom. Nghĩa là gì đây Gia Bảo? Bedroom có nghĩa là gì đây? Bedroom. Bed. Đây cô ghi cho hàng. Bed. Còn nhà tắm là bathroom. Đó. Bedroom thì nó là phòng ngủ. Là cô ấy đang trong phòng ngủ của cô ấy. Rồi ok. What's she doing? What's she doing?
She's drawing a picture. Câu này nó nói gì đây, Gia Bảo? Cô ấy đang vẽ. Tiếng Anh. Tiếng Anh thì sao? Cái người đó người vừa mới đọc cái gì đây? She's drawing. Drawing the picture. She's drawing the picture. Okay. Hello, Nam Phong. Okay. Next one. What is number three? Number three. Các bạn nào nghe ra được không? Number three. Number three. What is number three? Gia Bảo nghe được không? Có. Number three là gì đây? Dạ. Excellent. Number three là ai. Ok, nè, cô vô nghe lại nha. Three. Where's Peter? Where's Peter? He's in the garden. He's in the garden. He's in the garden. What's he doing? He's in the garden có nghĩa là gì đây, Gia Bảo? Cậu ấy đang ở trong vườn. Cậu ấy đang ở trong vườn. He's listening to music. He's listening to music. Là gì đây, Gia Bảo? He's listening to music. Có nghĩa là gì đây? Cậu đang nghe nhạc. Cậu ấy đang nghe nhạc. Okay, and number four is C. Okay. Four. Where's Linda? Where's Linda? Where's Linda? Linda đang ở đâu vậy? She's in the kitchen. She's in the kitchen. Ngọc Diệp. She's in the kitchen có nghĩa là gì đây? Dạ. She's in the kitchen. She's in the kitchen. Có nghĩa là gì đây? Kitchen. Diệp có nhớ từ kitchen có nghĩa là gì không? Nghĩa là cô đang ở trong. Trong gì? Kitchen. Nhà bếp. Kitchen, nhà bếp. Okay. What's she doing there? She's... What's she doing there? Cooking. She's cooking. Đó. Rồi, mấy đứa có nghe được hết những cái câu này chưa? Nghe được hết không? Hùng Tiến có nghe được không? Hùng Tiến có nghe được không? Em không. Đã có hay không? Nãy giờ Hùng Tiến đang làm gì đây? Đang chơi game hay là đang học tập đây? Hùng Tiến đang chơi game hay là đang học tập đây? Em đang học. Đang học đúng không? Đừng có mở tab khác nữa nha. Hùng Tiến có sách không? Không. Có không? Không ạ. Vậy là nãy giờ Hùng Tiến coi trên máy tính đúng không? Vâng. Vậy sao mỗi lần cô hỏi thì Hùng Tiến không trả lời? Nếu như Hùng Tiến cảm thấy chán quá không học nữa thì thôi.
trong lớp thì mình phải ngồi nghiêm túc về học tập chứ. Nếu như Hùng Tiến hỏi mà cô không trả lời thì Hùng Tiến có buồn không? Còn bây giờ cô hỏi thì Hùng Tiến không trả lời. Okay. Rồi, mình làm tiếp bài số 5 ha. Rick and March. Rồi, ok. Nè, number 1. Rồi, bây giờ Gia Bảo đọc câu hỏi đi. Rồi, Ngọc Diệp trả lời câu hỏi của Gia Bảo ha. Number 1 nè. Câu 1 thôi nha. What are you doing? What are you doing? Rồi, Ngọc Diệp phải nói với một câu bên cái cột bên đây ha. Cột bên đây nè. Người ta hỏi mình là what are you doing? Vậy thì Ngọc Diệp phải trả lời gì đây? Dạ. Ngọc Diệp phải trả lời gì đây? Người ta hỏi là what are you doing? Là câu hỏi này có nghĩa là gì đây Ngọc Diệp? Bạn đang làm gì vậy? Ừ, vậy thì Ngọc Diệp phải nói với câu nào bên đây? Câu nào là đang nói về mình đây? Ngọc Diệp có thấy từ nào đang nói về mình không? Cô hỏi Ngọc Diệp là what are you doing đúng không? Thì Ngọc Diệp phải trả lời là I'm gì đó. Rồi, trong bốn câu này có câu nào không? In the piano. I'm playing the piano. Okay, very good. Rồi, nè cái câu này người ta hỏi mình là what are you doing đúng không? Là hỏi về mình là bạn đang làm cái gì vậy? Thì Ngọc Diệp phải trả lời là tôi đang làm cái gì đó đúng không? Thì câu đầu ở đây nó là anh ấy nè, ở đây là họ nè, ở đây là cô ấy nè. Còn cái từ có cái câu B này là am thôi. Vậy thì phải là I'm playing the piano. Okay. Rồi, number 2. Rồi, Nam Phong có nghe được cô nói không ta? Nam Phong có bật mic được không? Hùng Tiến hỏi đi, Thành Đạt trả lời câu 2 nha. What am I doing? Thành Đạt. What am I doing? I what? Am nice. Hùng Tiến đang hỏi câu 2 mà Thành Đạt. Câu 2 là what am I doing? What am I doing? See gì đây? See cook. Sao mấy đứa lại bỏ cái đuôi yên của người ta rồi? She's cooking. Cooking. She's cooking. Rồi nè. Rồi. Con ôi trời. Đợi cô xíu. Rồi. What's my doing? The sea cooking đúng không? Rồi, vậy rồi. What's my doing là hỏi là Mai đang làm gì đó. Mai ở đây thì là bạn nữ đúng không? Thì mình phải trả lời là she's cooking. Okay. Number 3. Ngọc Diệp hỏi đi, rồi Thành Đạt trả lời. Ôi lộn, Gia Bảo trả lời. Number 3. He's watching TV. Ủa, Ngọc Diệp hỏi chưa? Ngọc Diệp hỏi chưa ta? Em chưa. Rồi sao Gia Bảo trả lời rồi? Rồi Ngọc Diệp hỏi lại đi. Hey, number 3.
Ngọc Diệp hỏi đi. À, alo. Dạ. Ngọc Diệp hỏi đi. What my doing? Number three. What Peter doing? What? Cái này mình đọc là what? What Peter doing? Rồi. Gia Bảo, please. He's watching TV. Okay. Rồi. Number four. Nè, câu 3 là what's Peter doing? Đúng không? Là Peter đang làm gì đó. Thì Peter ở đây là nam nè. Thì mình sẽ trả lời là he's watching TV. Là anh ấy đang xem phim. Xem TV. Rồi, ok. The last one. Thành Đạt. Thành Đạt hỏi. Rồi Hùng Tiến trả lời cho cô. What are Tony? Tony and Linda doing? Doing. Right. They are skating. They are skating. Skating. Không có đọc là skating nha Hùng Tiến. Hay là cái sờ đó mình không có đọc ra là sờ luôn, mình nó skating. Rồi, ok. Nè. What are Tony and Linda doing? Là đã hỏi là Tony với lại Hùng Tiến tắt mic giúp cô. Rồi, ok. What are Tony and Linda doing? Là Tony với Linda đang làm gì vậy? Thì cái câu này người ta mới, rồi người ta mới trả lời là they are skating. Mấy đứa biết skating là gì không? Mấy đứa biết skating là gì không? Skating có nghĩa là đây nè. Đó. Rồi. Ok. Rồi có cái video này mình sẽ nghe ha. Six. Let's sing. I love my parents. I love you, mummy. I love you, mummy. I love you so much. Do you know that? You never know how much I love you. Oh, mummy, I love you so much. I love you, daddy. I love you, daddy. I love you so much. Do you know that? You never know how much I love you. Oh, daddy, I love you so much. Okay. Rồi, cái bài hát này thì nó chỉ có nhiêu đó thôi. Thì I love my parents. Parents ở đây. Hôm trước cô có chỉ rồi. Cái từ parents này có nghĩa là gì đây? Bạn nào còn nhớ không? Con học. Sao? Mẹ. Đúng rồi. Parents có nghĩa là gọi chung á, gọi chung lại là bố mẹ nha. Thay vì mình gọi là mom and dad, đúng không? Or là mother and father, thì bây giờ mình sẽ gọi chung thôi, gọi chung một cái là bố mẹ. Nó giống như kiểu là phụ huynh ấy. Đó, là bố mẹ là gọi chung hai người luôn. Rồi. Giờ bảo tập tiếp cho cô ha.
Dạ rồi, tiếp giúp cô với. Rồi để cô tắt vậy. Okay. Cái bài này của mình là chỉ hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Mình sẽ giờ mình sẽ đọc lại những cái từ vựng mình đã học ha. Thì cô sẽ hỏi một số cái mẫu câu. Rồi. Okay. Rồi, bây giờ mình đã sẽ đọc lại cái từ vựng mình đã học ha. Bài hôm nay có chỗ nào mấy đứa không hiểu không? Không ạ. À. Hay là có từ vựng nào mấy đứa chưa biết cách đọc không? Nè. Ủa Nam Phong có nghe được cô nói không ta? Không có bật mic được không? Rồi. Nè, bây giờ mấy đứa đọc cái từ vựng giúp cô ha. Nè, bây giờ cô sẽ đọc lại ha. Room, read, cook, listen. Nè, cái từ này là cả lớp mình khá, sai khá là nhiều ha. Clean the floor, clean the floor. Living room, living room. Kitchen, kitchen. Play the piano. Do homework, do homework. Draw, watch TV, watch TV. Sing. Ok, rồi. Nè, lúc nãy mấy đứa còn đọc sai khá nhiều ha. Giờ mọi bạn sẽ đọc lại giúp cô ha. Cho Bảo trước đi. Room. Room. Cook. Room. Read. Cook. Listen. Clean the floor. Living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Draw. Watch TV. Sing. Excellent. Rồi, Gia Bảo đọc khá là tốt. Hàng có cái chữ là... Chữ nào ta? À, Rick. Nè, cái từ trên đây nè. Cái từ đọc này nè. Thì mình chỉ đọc là Rick thôi. Mình không có đọc là Rick the... Đó. Rồi, Gia Bảo, again. Rick. Gia Bảo. Dạ. Đọc lại cái từ Rick cho cô. Rick. Rồi, ok. Next one, Ngọc Diệp. Ngọc Diệp. Alo. Alo. Ủa, mấy đứa có nghe cô nói không nhỉ? Alo. Alo, Ngọc Diệp. Alo. Alo. Ủa, nãy giờ Gia Bảo có nghe cô nói không vậy? Alo, Ngọc Diệp. Dạ. Ủa, nãy giờ Ngọc Diệp có nghe cô nói không ta? Em còn ạ. Có sao không trả lời? Cô kia Ngọc Diệp đọc cái lại mấy cái từ cho cô mà. Bà này em bị mất mạng. Ờ, ok rồi. Ngọc Diệp đọc lại giúp cô ha. Đọc cái bảng này là giúp cô. Room. Read. Cook. Listen. Clean. Set. Nè nè Ngọc Diệp. Clean the floor. Ngọc Diệp đọc chậm thôi. Clean the floor. Clean the floor. Living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Chop.
What TV? What TV? Sing. Ok, excellent. Nè, Ngọc Diệp đọc tốt rồi hen. Còn có một vài từ như là clean the floor. Rồi Ngọc Diệp again. Clean the floor. Clean the floor. Rồi. Từ nào nữa ta? Do homework. Do homework. Do homework. Do homework. Không có homework nha. Đó. Cái âm này là work. W nè, mình sẽ đọc là homework. Rồi. Draw. What TV? What TV? Ok, excellent. Ok, next one. Anh ta Hùng Tiến. Có. Rồi đọc giúp cô đi. Vâng ạ. Rex. Đọc ạ. Cô đang okay. Nên. Còn nên phần nào? Listen. 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 Cái này là chữ L thì phải đọc là listen, không có là listen. Ok, next one. Cool. Cô đang hồi nãy Hùng Tiến học đọc listen rồi thì phút tới clean the floor mà sao lại đọc ngược trở lên? Clean the floor. Clean the floor. Clean the floor. Sau Hùng Tiến này đọc những đọc cờ rồi floor là clean nè. Clean the floor. Clean the floor. Không có clean nha, đọc clean thôi. Nè, Hùng Tiến đọc clean thôi, không có đọc clean. Ok, next one. Năm. The living room. Living room. Living room. Kitchen. 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 Next one. For my piano. Rồi, không có bờ lay, cũng không có cờ lean nữa nha. Mấy đứa, nè, cô đã đọc từ này rất là nhiều lần rồi, thì mấy đứa phải nhớ nha. Play, không có bờ play. Mình chỉ bật hơi ra thôi. Play the piano. Play. Rồi, không có bờ lay. Ừ, ok. Play the piano. Excellent. Rồi, next one. Do hand. Do homework. Do homework. Next one. Die. Draw. Draw. What TV? What TV? What TV? Sing. 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 Ok. Rồi next one, Thành Đạt. Room. Miss Cook. Tiếp đi. Cook. Rồi. Listen. Listen. Clean.
the floor. Clean the floor. Ừ. Room. Living room. Living room. Living room. Next one. Kitchen. Kitchen. Chân. Chân. Kitchen. Kitchen. Ừ. Bên đây. Lấy. Play the piano. Play the piano. Mm, okay. Next one. Do. Do. Homework. Do homework. Okay. Got it. Yeah. Draw. Draw. Mm. Mat. TVs. Mm. What TV? What TV? Mm. Sing. 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 Nè. Thành đạt không có cần mà không có cần cong lưỡi sẽ sẻ như tiếng Việt đâu ha. Sing. Mình cứ đọc bình thường sing. 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 Rồi, nè, cô đọc lại cho mấy đứa hay. Room. Nè, mấy đứa nhìn nhìn cái mặt chữ và nhìn miệng cô nữa. Nè, room. Rick. Cook. Listen. Listen. Clean the floor. Clean the floor. Cái chữ cờ mình rất là nhẹ. Clean the floor. Chứ mình không có đọc là clean. Đó, ok. Living room, living room. Kitchen. Play the piano. Do homework. Draw. Watch TV. Watch, 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 watch TV. Rồi. Sing. Đó, ok. Đó. Rồi. Rồi, ok. À, giờ cô hỏi lại một số từ vựng ha. À, ai trước đây? Ngọc Diệp first. Lúc cô hỏi thì mấy đứa bật mic xuyên xuống đi rồi đừng đừng có thắt mic nha. Cô hỏi mấy từ luôn. Lau sàn là gì đây Ngọc Diệp? Clean the floor. Clean the floor. Nè, mình đọc là clean the floor. Không có clean the floor nha. Clean the floor. Clean the floor. Ừ, ok. Rồi, đọc là gì đây Ngọc Diệp? Đọc. Ừ, đọc. Là Rick. Rick. Ok, excellent. Rồi, gì nữa ta? Xem phim. Xem TV ấy. Xem TV. Chị có nhớ không? Em không. Watch TV. Watch TV. Rồi, còn nghe thì sao? Còn dịp nhớ không? Nghe. Yeah. Ừ, nghe. Listen to me. Music. Listen to music. Ok, excellent. Còn Ngọc Diệp nhớ tốt ha. Rồi, Gia Bảo. Gia Bảo. Gia Bảo. Để bỏ máy đi đâu nữa rồi. Rồi. Nấu ăn là gì?
Cooking. Cook. Ok. Rồi. Chơi piano. Play the piano. Căn phòng. Căn phòng á. Room. Đúng rồi, nãy Ngọc Diệp cũng trả lời đúng rồi nè. Room, đúng rồi nha. Rồi, ok, hai đứa nhớ được rồi. Ok. Excellent. Hùng Tiến. Em có. Nghe là gì đây Hùng Tiến? Vậy Hùng Tiến nhớ được từ nào? Hùng Tiến có nhớ. Nãy giờ Hùng Tiến đọc bài, Hùng Tiến có nhớ được con nào không? Nhớ được từ nào không? Từ nào? Room. Rồi, room. Rồi. Rồi gì nữa? Cook. Cook. Rồi gì nữa? Hả? Cho. Từ vẽ hả? Phải không? Không ạ. Từ nào? Là đọc. Đọc hả? Từ đọc hả? Vâng. Rick. Okay. Okay. Rồi. Rồi mấy đứa về nhà học từ vựng nha. Ok, bây giờ mình sẽ làm một bài tập nhỏ nhỏ trước khi mình nghỉ ha. Video đợi xíu. Nó load lên. Rồi, ok. Đây mạng lắc của ta. Unit 18. What are you doing? Reading. Ok, rồi cái bài này bạn nào là câu number 1. Ai làm giúp cô không? Có bạn nào biết câu 1 là gì không? Biết câu 1 là gì không? Câu 1 nè. Câu 1 là gì? Home. Rồi, ok. Number 2. Her parents are in the. In the gì đây? Ngọc Diệp có biết không? Là. Number 2. Her parents are in the. In the gì đây? Chị biết không? Không. Gia Bảo biết không? Không. Nè. Gia đình của Linda đang ở nhà bây giờ. Rồi. Ba mẹ của cô ấy đang ở trong. Nè, cái này đều là động từ. Động từ hết rồi nè. Trong cái này. Kitchen. Trong kitchen, đúng rồi. Kitchen có nghĩa là nhà bếp mồm. Thì her parents are in the kitchen. They are cooking a big meal. Đó. Nè, cái từ meal này nè có nghĩa là bữa ăn đó. Họ đang nấu một cái bữa ăn rất là lớn. Rồi. Her brother is TV in his room. Okay. Number 3. What's number 3? Watching. Watching. Thành Đạt tập trung vô. Watching TV in his room. Right. Number 4 is in the living room. What is number 4? What is number 4?
Hùng Tiến có biết number 4 là gì không? Không ạ. Hùng Tiến đọc thử câu đó cho cô coi. Is in the living room có nghĩa là gì đây? Em không biết bây giờ là có bao nhiêu giờ, em chỉ có tất thì em cũng có từ đó. Hùng Tiến. Is in the living room có nghĩa là gì đây? Is in the living room. Sao? Is in the living room. Thì cô hỏi nó nghĩa là gì? Ngồi gia bảo, ngồi học đàng hoàng, sao đưa cái chân lên trên vậy? Is in the living room là gì đây gia bảo? Cái gì cái gì? Hồi nãy Hùng Tiến mới trả lời gì đó. Rồi ok, gia bảo. Is in the living room có nghĩa là gì đây? Con nghe rõ. Is in the living room có nghĩa là gì đây gia bảo? Rồi Ngọc Diệp trả lời giúp cô đi. Đây là phòng khách. Rồi ok ok. Rồi chị Ngọc Diệp biết câu đó là gì không? Number 4. Mình chọn gì đây Ngọc Diệp? Number 4. Có đồng lại. Nè câu 4 nè. Is in the living room. Linda. Ừ, Linda. Rồi. Đúng rồi. Ok, excellent Ngọc Diệp. Ok. Next one, number 5. She is ok, cleaning. Cleaning. Ok. Very good. Cleaning. Rồi. Linda's family is at home now. Her parents are in the kitchen. They are cooking a big meal. Her brother is watching TV in his room. Linda is in the living room. She is cleaning the floor. Okay. Where is Linda's mother? She is the... Trời trời, khoan khoan khoan, đợi xíu, cô bấm lộn rồi. She is in the kitchen. She is in the kitchen. Là cô ấy đang trong phòng bếp. Rồi, what is her brother doing? He is watching TV. He is watching TV. Okay, next one. Where is Linda now? She is in the living room. She is in the living room. Okay. What is she doing? She is the cleaning the floor. She is gì đây? Cleaning the floor. Cleaning the floor. Okay, so now. She is cleaning the floor. Cô ấy đang lau nhà. Nè, cái đoạn này cô dịch cho nghe ha. Linda's family is at home now. Her parents are in the kitchen. They are cooking a big meal. Her brother is watching TV in his room. Linda is in the living room. She is cleaning the floor. Là gia đình của Linda thì bây giờ đang ở nhà. Ba mẹ của cô ấy thì đang trong phòng bếp. Họ đang nấu một cái bữa ăn rất lớn. Anh trai của cô ấy thì đang xem phim, xem TV á, trong phòng của anh ấy. Còn Linda thì đang ở trong phòng khách. Thì cô ấy thì đang lau nhà của mình. Rồi, ok. Rồi, bài của mình hôm nay là chỉ có như vậy thôi. Cũng chỉ là ôn lại các cấu trúc của What are you doing? Rồi what's my doing? Đó. Chơi game thì cũng...
Game gì đây? Game chưa có được chơi. Game gì? Quizzes hả? Vâng. À, rồi, ok. À, rồi, bây giờ mấy đứa không muốn chờ, mấy đứa đợi một xíu hen. Hôm trước là cái quiz này là mấy đứa đã làm rồi nha. Ôm lại các diện câu như là what are you doing? Đó. Quán. Đợi xíu đi. Quiz. Ôi, cũng khoan. Cũng khoan, như cô vô lộn mà. Đợi xíu. Rồi. Bây giờ hôm bữa là cô đã sửa bài luôn rồi đó nha. Không có làm sai đó nha. Rồi 973008 973008 9 Ủa có mình Gia Bảo vô rồi hả ta? Rô nạt chưa chưa? Anh Đạt còn chưa? Ngọc Diệp còn chưa? Anh Đạt với Ngọc Diệp còn chưa? Alo? Dạ. Ngọc Diệp vào được chưa? Ngọc Diệp vào được chưa? Alo? Ngọc Diệp nghe cô nói không? Ủa Gia Bảo có nghe cô nói không? Có. Ủa Ngọc Diệp có nghe cô nói không? Alo? Có. Rồi rồi, Ngọc Diệp vào được chưa? Thành Đạt vào được chưa? Tiếng 973008. Ngọc Diệp vào được chưa? Ủa sao vậy ta? Không ừ. Ủa có một mình Gia Bảo vào được rồi hả? Rồi vậy thôi cô bấm bắt đầu hen. Yeah, ôi em đi trong luôn. Ai vậy? Ủa Rồi. Thôi cái bài, cái game hôm sau thì mình chơi hen. Nếu như Gia Bảo vào không được thì thôi, hôm sau mình chơi hen. Tại vì mấy cái game này là bạn, mấy bạn đã chết rồi. Hôm sau cô sẽ tạo một cái game khác hen. Rồi, mấy đứa sẽ vô ôm lại bài hen. Rồi. Vậy thôi, hôm nay thì bài học của mình tới đây thôi. Rồi, có gì không hiểu thì mấy đứa cứ hỏi cô hen. Mấy đứa có gì không hiểu không? Không ạ. Ừ. Ngọc Diệp, Hùng Tiến, Thành Đạt có gì không hiểu không? Em không ạ. Ừ. Thành Đạt có gì không hiểu không? Có. Cái gì? Thành Đạt không hiểu cái nào? Hả hả hả? Thành Đạt nói lại cho cô đi. Không hiểu vài từ vựng. Ờ rồi, ok. Rồi Ngọc Diệp với Gia Bảo không còn con không còn câu hỏi gì thì có thể ao ha. Còn Hành Đạt ở lại cô sẽ ghi một số từ vựng ha. Rồi ok, từ vựng nào? Từ vựng nào Thành Đạt không hiểu? Alo? Alo Thành Đạt. Dạ. Ừ, từ vựng nào Thành Đạt không hiểu? Từ nào? Từ vựng. Từ nào? Hả hả hả? Sao? Thành đang không hiểu từ nào để cô giảng lại cho. Từ vựng cano. Hử? Từ vựng gì? Bên đây
the cano. Không phải là caro là cái gì? Piano. Nè, lúc nãy cô đã nói với Thành Đạt nè. Nè, biết piano này không? Ủa, Thành Đạt có bao giờ thấy qua piano này chưa? Chưa. Ừ, có thấy qua hình ảnh luôn chưa? Chưa nói. Chưa luôn. Rồi, ok. Nè, đợi cô xíu ha. Nè. Last month sale chính hãng giữa tháng, giảm đến 50%. Tại app này. Hơi lắc đi. Nói về quần jeans này, quần kaki. Nè, đây nè, người ta chơi cái này được gọi là piano. Thành Đạt có biết không? Bây giờ có mày bia. Hả? Bây giờ có mày bia. Cái gì, cái gì? Thành Đạt nói gì? Bây giờ có mày bia. Hả? Bia gì? Nè, cái loại đàn này nè, được xem là loại đàn piano, hiểu không? Nè, Thành Đạt có thấy được không? Nè, đây là loại đàn piano đúng không? Thì khi mà người ta chơi piano, thì trong từ vựng của tiếng Anh nó sẽ là play the piano. Thành Đạt biết guitar không? Không. Biết trống không? Có. Ừ, đúng rồi. Người ta trống, trong tiếng Anh là drum đúng không? Thì người ta cũng play the drum. Đó. Đó, người ta chơi trống thì người ta cũng sẽ thường dùng là play the piano nè, play the guitar nè, đó, là chơi mấy cái loại nhạc cụ, đó. Thành gọi Thành Đạt hiểu cái từ này không? Có. Ừ, play the piano, gọi Thành Đạt đọc lại cho cô đi. Play the piano. A, no, không phải là piano. Rồi. Piano. 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 Đó. Rồi Thành Đạt nhà coi thêm mấy cái video đi. Coi coi piano là gì hen. Rồi, còn từ nào là Thành Đạt không hiểu không? Không. Ừ, ok. Rồi, chỉ có play the piano thôi đúng không? Vâng. Rồi. Ok, Thành Đạt về học học từ rồi đọc cách đọc hen. Ok. Rồi. Rồi Thành Đạt có thể nào hiên?